đối tượng ném bé trai 4 tuổi xuống sông là người yêu cũ của mẹ cháu bé. Khi người yêu cũ dẫn con trai đến nhà chơi, Hải chở cháu bé ra cầu rồi nhẫn tâm ném cháu xuống dòng nước xiết từ độ cao khoảng 7 mét. Ngày 12 tháng 9, Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải, 40 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, về hành vi giết người. Cầu bắc qua đoạn kênh rạch giá Long Xuyên rộng khoảng 150 mét, sâu và nước chảy mạnh. Khi nạn nhân đang chơi với, may mắn được cha con anh Bùi Hữu Thành, 39 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, đi ghe ngang qua phát hiện và cứu vớt. Sau khi được sơ cứu, cháu bé hoảng loạn, không nói chuyện được. Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng điều tra, truy bắt được Hải. Qua xác minh, bé trai bị ném xuống sông tên K, 4 tuổi, là con của chị T, T, V, 32 tuổi, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Hải và chị V từng yêu nhau rồi chia tay. Sau khi lấy chồng năm 2018, chị V vẫn duy trì liên lạc với Hải. Sáng ngày 11 tháng 9, cháu K được mẹ dẫn đến nhà Hải chơi, sau đó bị Hải chở đi và ném xuống sông. Hiện cháu bé đã được bàn giao cho người thân trong tình trạng sức khỏe ổn định. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.